Thưa quý vị, nuôi thú cưng trong nhà là việc bình thường, nhưng nếu thú cưng của bạn là một con lợn nặng tới hơn 55 kg thì đó lại là một chuyện bất thường, đặc biệt là ở Mỹ. Câu chuyện về một người đàn ông quyết tâm đấu tranh với chính quyền để giành quyền nuôi con lợn ỉ giống Việt Nam của mình đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ dư luận. Số phận của Eli phụ thuộc vào hướng dẫn của liên bang, trong đó thì quy định các khu vực tự quản nên cung cấp một chỗ ở hợp lý cho một con vật khi nó được chứng minh là có thể hỗ trợ về tinh thần cho nhu cầu liên quan tới người khuyết tật. Luật sư của Flat lập luận rằng Eli đáp ứng được yêu cầu đó bởi nó đã giúp Flat cai thuốc chống trầm cảm và bớt lo âu.